Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin uẩn khúc gì quanh chuyện quan chức ngỏm tại nhà bí thư tỉnh. Bệnh đột quỵ là một bệnh khó lường, một người đang khỏe bỗng chốc ngã khịu xuống, nếu không được cứu chữa kịp thời thì rất có thể sẽ mất mạng. Chuyện quan chức hay thường dân bị đột quỵ là không có gì xấu, nó là chuyện bình thường và xã hội sẽ không bàn tán gì nhiều. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó đã bất ngờ ngã bệnh tại Kiên Giang. Để trấn an dư luận, phía nhà nước Cộng sản đã thông báo là ông Trọng bị ốm, căn bệnh mà ông Trọng đã dính phải tại sao huyệt của đối thủ chính trị làm cho xã hội nghi ngờ cha con ông Nguyễn Tấn Dũng đầu độc đối thủ. Tuy nhiên, để trấn an dư luận, chính quyền vẫn phải thông báo là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị cảm nhẹ. Nói như thế để hiểu là chính quyền thường hay dùng bệnh đột quỵ để ngụy trang cho những vụ ngã bệnh bất thường có tính chất chính trị. Và thông tin từ nội bộ tuồn ra cho biết, ông Nguyễn Phú Trọng khi đó đã bị đột quỵ nhẹ lần một. Đây là hình ảnh Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Ngày hôm 10 tháng 8, tờ báo Dân Trí có đăng một bài báo rất nổi tiếng có tựa đề "Một cán bộ bị đột quỵ tại nhà Bí thư tỉnh ủy tử vong tại bệnh viện". Nội dung bài báo cho biết một cán bộ thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên tới nhà Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc chơi vào ngày cuối tuần và bị đột quỵ. Ít giờ sau thì tử vong tại bệnh viện. Tờ báo cũng cho biết quan chức bị tử vong đến tên là H, 52 tuổi, quê quán ở tỉnh Nghệ An, chuyên viên phòng kinh tế thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên. Ông H cùng quê với chồng bà Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Sự việc xảy ra vào ngày Chủ nhật 7 tháng 8 vừa qua. Sau khi bị đột quỵ tại nhà Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Hát được đưa tới bệnh viện Lạc Việt cấp cứu và tử vong sau đó khoảng 2 đến 3 giờ. Anh ấy là nhân viên bình thường, không có chức vụ gì ở phòng kinh tế. Do cùng quê nên gia đình anh ấy rất thân thiết và thường xuyên qua lại với gia đình Bí thư. Nguồn tin cho hay và khẳng định thời điểm ông Hát tới chơi nhà Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc đang đi vắng. Nguồn tin từ tỉnh Vĩnh Phúc và Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên cho biết Công an thành phố Vĩnh Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy ý kiến của các bên liên quan. Ông Hát có tiền sử bệnh lý về tim mạch. Sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc này, nhiều thành viên trong gia đình ông Hát đã ký vào văn bản từ chối phẫu thuật khám nghiệm tử thi của cơ quan công an. Đây là hình ảnh bài báo trên báo Dân Trí đã bị gỡ. Được biết, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã cử cán bộ kiểm sát chặt chẽ quá trình giải quyết sự việc. Công an thành phố Vĩnh Yên đã có báo cáo sự việc này với Công an tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định. Bài báo trên tờ báo Dân Trí bị rút xuống chỉ vài giờ, đăng tin, làm nhiều người nghi ngờ hơn nữa về cái chết của ông quan chức giấu tên kia. Nếu chết vì đột quỵ thì không phải gì che đậy cả, tại sao bài báo lại phải rút xuống như vậy? Có người nói, nếu báo Dân Trí không rút bài thì người ta sẽ tin ông quan chức kia đột quỵ và chết tại bệnh viện. Nhưng bài bị rút thì người dân cho rằng đấy là có tật giật mình. Lời đồn của người dân là ông quan chức tên H kia chết tại nhà Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Điều đang nói là Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc là phụ nữ, bà Hoàng Thị Thúy Lan, 56 tuổi, người trong khi đến thăm nhà bà là đàn ông tên là H, 52 tuổi. Không biết người dân nghi ngờ gì về vấn đề này mà làm báo chí đã phải đính chính. Theo một số nguồn tin từ người dân Vĩnh Phúc cho biết là ông Hát bị thượng mã phong mà chết. Thượng mã phong cũng là một dạng đột quỵ, không biết đây có phải là sự thật hay chỉ là lời nói ác độc của một số người dân nào đó mà thôi. Đây là hình ảnh báo Công an Nhân dân giấu thông tin nhà Bí thư tỉnh. Dù cái chết của ông Hát như thế nào thì việc báo Dân Trí rút bài làm cho người dân thêm nghi ngờ chứ không thể dập tan được nghi ngờ. Vấn đề này cụ thể như thế nào thì chắc người dân không bao giờ tin lời đính chính của phía nhà nước, mà họ vẫn tin vào tin đồn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sự tắc trách của ông Tô Lâm. Lần này quá nghiêm trọng, ông Tổng tính sao đây? Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Bộ Công an Việt Nam là tiền thân của Cục An ninh mạng trước kia. Cơ quan này được lập ra để bảo vệ thông tin cá nhân của người dân. Tuy nhiên, cục này lập ra dường như họ đã không làm tròn trách nhiệm được giao. Vào ngày 9 tháng 8, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép phát hiện được lên tới gần 1.300 GB,
trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ rất nhạy cảm. Đến hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Ông Tô Lâm vừa gửi các đại biểu Quốc hội báo cáo về một số vấn đề liên quan đến nội dung chất vấn tại phiên họp 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức vào ngày 10 tháng 8. Liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay dữ liệu cá nhân của khoảng hơn 2/3 dân số Việt Nam, tức là khoảng hơn 68 triệu người sử dụng Internet, đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên Internet với nhiều hình thức và mức độ chi tiết khác nhau. Báo cáo của ông Bộ trưởng Bộ Công an dẫn chứng các vụ việc điển hình như việc công ty VNG để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng, công ty Thế giới di động và Điện máy xanh để lộ hơn 5 triệu email và hàng chục nghìn thông tin thẻ thanh toán của khách hàng. Vụ tin tặc đã tấn công vào hệ thống máy chủ của Vietnam Airlines, đăng tải lên Internet 411.000 tài khoản khách hàng thành viên của chương trình Bông Sen Vàng. Hay vụ dữ liệu khách hàng của công ty FPT cũng bị đăng tải công khai trên mạng. Đây là hình ảnh không biết Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang ở đâu. Không hiểu Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm gì mà để tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân hiện đang diễn ra phổ biến, công khai đến như vậy. Nhiều dữ liệu bị giao bán công khai trong thời gian dài với số lượng lớn trên không gian mạng thông qua các web site, tài khoản, trang, nhóm trên mạng xã hội mà cơ quan chức năng vẫn không thể triệt phá được. Lần trước là Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm cho hộ chiếu bị thiếu nơi sinh, giờ đây lại là lỗi của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không triệt phá được thành phần tội phạm ở lĩnh vực này. Vậy câu hỏi đặt ra cho ông Tô Lâm là với ngân sách hơn 4 tỷ đô la cho Bộ Công an Việt Nam đã dùng vào những việc gì mà để tội phạm nhởn nhơ đến như vậy? Thực ra Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyên đi phá những trang báo, những trang mạng xã hội phản biện tại những nơi ở trong và ngoài nước. Họ nói rằng đây là những luận điệu sai trái mà chính quyền thực hiện, chứ họ không bảo vệ người dân. Đó là bản chất của họ. Cũng đến lúc người dân Việt Nam tự hỏi tiền thuế của dân được Bộ Công an làm gì cho dân? Dùng tiền của dân nhưng không bảo vệ cho dân, đây là lỗi rất lớn. Ngược lại họ còn ly phá nhân dân. Ông Nguyễn Phú Trọng luôn muốn xây dựng hình ảnh Đảng Cộng sản trong mắt dân, thì ông Trọng cho xử lý vấn đề này như thế nào? Nếu ông Trọng truy trách nhiệm cho người đứng đầu Bộ Công an thì có thể hiểu ông vì trong sạch, nhưng nếu ông không muốn xử lý người đứng đầu về việc này thì những lần đốt lò của ông cũng chỉ là vì mục đích thanh trừng hay đấu đá phe phái, chứ không hẳn vì sự trong sạch vững mạnh như Đảng hô hào mỗi ngày. Trong gần 1.300 gigabit dữ liệu ấy, không ít dữ liệu mà thông tin mật của các tổ chức, các doanh nghiệp. Thời này là thời đại 4.0, nhưng lại để mất dữ liệu thì rất nguy hiểm cho các doanh nghiệp đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng sẽ xử lý như thế nào với Tô Lâm về những sai phạm liên tục như vậy. Theo thông tin chúng tôi được biết, lực lượng công an Việt Nam hiện nay có trên 1,2 triệu người, tính cả chính quy và không chính quy. Tuy nhiên quân đông nhưng lại không tinh. Cảnh sát hình sự thì đùn đẩy trách nhiệm cho hiệp sĩ đường phố. Rồi mỗi lần bắt cướp thì lại thưởng nóng, thưởng nguội. Cứ như công an bắt cướp là kỳ tích vậy. Đó là tư tưởng đòi hỏi nhiều nhưng thiếu trách nhiệm trong công việc. Với lần này để mất 1.300 GB dữ liệu do gì mà các tổ chức buôn bán dữ liệu vẫn nhợt nhơ, thì ông Trọng nên xem lại cánh tay mà ông đang dùng có hữu ích với nhân dân hay không.